Nuôi dúi là một nghề không mới ở nhiều địa phương từ nhiều năm nay. Thế nhưng tại xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, mô hình này lần đầu được nông dân Lê Thanh Đức đưa vào nuôi thử nghiệm. Sau nhiều khó khăn, trở ngại ban đầu, đến nay mô hình nuôi dúi của ông Đức đã cho thấy những hiệu quả bước đầu. Mới đây, trại dúi của ông Lê Thanh Đức đón đoàn khách từ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đến tham quan, học tập kinh nghiệm nuôi dúi. Tất cả đều thực hiện theo đúng quy trình bảo hộ lao động trước khi bước vào trại dúi. Trại dúi mát rượi, những con dúi to, béo, không mùi hôi và vô cùng hiền lành, khiến ai cũng thích thú. Nhưng ít ai biết được, để có được trại dúi phát triển như ngày hôm nay, ông Đức đã trải qua những bài học hết sức đắt giá. Thực tế tới đây thì tôi thấy là cái mô hình nuôi dúi này rất là đơn giản. Nhưng mà có cái là vấn đề là cái công chăm sóc của nó cũng người chủ cũng làm được, vẫn làm được, chủ đi đám vẫn được, nhưng mà nó không có bận rộn gì mấy. Về kỹ thuật nuôi thì nó cũng rất là đơn giản đó. Thì về giống, về cái đồng giống cho con dúi ăn thì tôi thấy nó cũng rất rẻ luôn đó, nó không giống nhiều đó, thành ra thấy là thích hợp cho cái nông dân tôi nắm bắt kỹ thuật này để mà phát triển kinh tế. Thì buổi đầu tôi cũng mua coi như là 150 con dúi. Nói thật, sau khi tôi nuôi được mấy tháng, trong quá trình coi như buổi ban đầu mình chưa có kinh nghiệm, cho nên bị hao hụt nó hết phần nữa. Lý do là khi mình mới vừa mua mía về, nuôi dúi, bắt dúi về thì mía mình còn nhỏ cho nên không đủ ăn, buộc mình phải đi mua mía ngoài. Thì khi mua mía ngoài thì bị vấn đề coi như người ta xịt thuốc trồng lẫn trong cây bưởi, cây này cây nọ gì đó, mình về cho ăn bị hao. Không biết lý do gì hao, từ mình bắt đầu suy nghĩ tại sao mà dúi mình bị hao hụt quá, coi như là mình nóng ruột thì mình thử rửa mía coi. Thì sau khi mình rửa mía mình cho ăn thì êm trở lại, coi như là dúi mình vẫn sống coi như là tốt. Từ đó trở đi là coi như là đàn dúi mình sống rất là tốt, phát triển rất tốt, đẻ rồi như các bạn đã thấy đó. Đẻ từ 1 cho đến coi như là 5 con đó, nhìn đó. Cho đến nay là dúi chuồng trại dúi mình lên cũng được coi như là 300 mấy chục con rồi. Ông Lê Thanh Đức cho biết, mặc dù dúi là loài vật dễ nuôi, nguồn thức ăn cho dúi dồi dào và ít tốn kém chi phí như mía, thân tre, v.v. Mỗi năm dúi lại có thể sinh sản từ tới 3 lứa. Dúi con tầm 2 tháng rưỡi lại có thể xuất bán với giá 1.500.000 đồng một cặp. Nên việc thu hồi vốn rất nhanh. Tuy nhiên, nếu trại nuôi không đảm bảo được nhiệt độ, độ ẩm ổn định thì cũng khó đảm bảo cho dúi phát triển tốt. Cái trước tiên là coi như là mình xây chuồng trại là mình phải có hệ thống lạnh, làm lạnh giống như là trại gà, trại heo đó. Ở đằng kia thì giấy tản nhiệt đó. Ở đằng này quạt rút, khi mà cài nhiệt độ tí tỉ, như ở đây tôi cài là 32 độ rưỡi là cao nhất, thì tới 32 độ thì quạt tự động hút nước ở đằng kia bơm lên xuống, tới độ mát tuột xuống 29 độ mình cài 29 độ mình tắt, thì cứ y như vậy. Dầu mùa nắng cỡ nào coi như đàn dúi mình cũng vẫn đảm bảo an toàn. Còn nếu mà mình nuôi mà mình không trang bị cho tốt thì cái rất là nguy hiểm. Dúi lên trên 35 độ là coi như là dúi có thể ngã ra chết lịch bịch. Đối với cái mô hình nuôi dúi thì nó cũng là cái mô hình mới ở địa phương. Qua cái thời gian mà mô hình phát triển thì thấy cái mô hình là nó cũng đem lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình. Đặc biệt là nuôi cái con dúi thì nó chỉ nặng cái đồng vốn ban đầu. Tuy nhiên thì thức ăn rồi kỹ thuật, thời gian chăm sóc thì nó cũng không nhiều, nó cũng dễ chăm so với lại cái động vật khác. Được biết, vì là mô hình đầu tiên được đưa vào chăn nuôi tại xã theo dạng nông hộ, nên thời gian qua địa phương cũng chưa hỗ trợ được gì nhiều về tập huấn chăn nuôi, tiền đầu ra cho sản phẩm hay vốn vay cho mô hình này. Các kiến thức ông Lê Thanh Đức có được cũng nhờ vào việc tham gia các lớp tập huấn, hội thảo chăn nuôi động vật hoang dã do tỉnh tổ chức, Đồng Nai, và tự mày mò qua thời gian. Hy vọng tới đây mô hình sẽ nhận được nhiều hơn sự quan tâm từ địa phương để có được nhân rộng và phát triển một cách bài bản, mang lại thu nhập tốt cho người nông dân.